Trời ơi, có trái không mày? Trái rồi, đang trái, đang trái. Trái khô đó. Đây là coi như là nước mực nhậu lai rai. Tụi coi như là quay mọi lúc mọi nơi mà. Bây giờ tao càng quét Mỹ Tho. Mày đừng có nhúng vô, mà nhúng vô không được. Kêu bằng nhiên đâu, bằng nhiên đâu. Tao càng quét Mỹ Tho. Coi kêu bằng nhiên. Ờ, giờ này nó ngủ mẹ rồi. Bữa 11 giờ lên like nó còn ít mà. Rồi ba, cái này mà bá cháy bồ chát là nước bằng cồn mới là ngon nhất nè. Đúng bài luôn. Đúng bài đó. Mình quên để lấy cái giấy đằng lát mình dặn á. Dặn gì? Có cái gì về đây? Đây báo chú biết. Ủa quay con hay quay khách? Hả? Đầu bếp, đầu bếp. Đây đầu bếp, đây đầu đầu bếp đó, đầu đầu bếp kim tài xế. Thằng này nó mới tốt nghiệp cái khóa nấu ăn ở bên. Thằng này nó nói là được quá, thằng này đó được rồi đó, ngon nhào vô. Ngon nhào vô được quá, ngon nhào vô đó, được rồi, ngon nhào vô được quá, đây được quá. Chưa có cúng mà tụi tao nó chơi trước rồi, được. Chậu tiền trạm chứ. Chậu có tiền trạm nữa. Đúng rồi, cái này ngon à mày ơi, đúng quá, này ngon, đúng quéo rồi đó, đó chưa, đó. Thấy chưa, mà thấy có miếng muối vô là đâu, nó thấy không? Nó chảy lâu. Nó chảy lâu, không có miếng muối hay là nó tàn nãy giờ rồi, đúng quá. Nhưng mà cũng sợ có miếng muối lát hồi bể gì hết. Không không nó đóng rồi, nó không có đâu, họ mà để nguội tự nhiên, đừng có dại mà lấy nước lạnh rồi sậu vô liền là tiêu liền á. Rồi chưa, được rồi, được rồi, được rồi, đừng làm quá nó cháy rồi. Ủa cái mặt bằng ngoài này chúng ta thôi không có, đó của con trai chú nó bán hoa kiển đây, đây ngồi trước vàng hoa kiển, rừng hoa kiển đủ loại, đủ loại. Ê, cái này cái gì giống như rau à, rau à? Dạ, bướm đêm. Bướm đêm này hả? Trời ơi, mai mốt mà có thằng nào mà nó nói mà bướm đêm là hoa này nó ngang chứ không phải là, không có nghĩ tầm bảy tầm bạ nghe. Đây là bướm đêm nè, bướm đêm đó, đó là bướm đêm. Đây. Đừng có nói bậy bạ nha. Đó, bướm đêm đầy đủ thứ loại, quá trời quá đất. Tao không biết á, rồi trước khi tôi về là tao lấy hai chai sứ kiểu của mày tao bỏ lên xe trước tính sao. Ủa mẹ. Rồi. Hả? Giống như trâu rụng sờ lông. Thôi kệ mẹ rồi, xong rồi. Ok. Lấy cái này bỏ trong kia để nó đạp cái đồ phỏng giò. Đó, sát nó rồi, được rồi. Rồi, ok, vậy đi. Rồi, bắt đầu khai mạc. Đầu bếp phục vụ hay là cái tiền trạm, đồ nhậu tiền trạm. Cái này nhậu tiền trạm. Đồ bàn ghế lắm dỗ chưa cái gì, mỗi 4 giờ chiều khai mạc mà giờ tao khai tài tiền trạm tao khai trước đồ. Rồi, mời hai lão. Rồi, hai okay. Lão xin bố. Rồi. Thôi tắt đi để mình nhậu nó thèm, mấy con nó khóc, không phiền lắm được. Ở bển nó đâu nhảy múa nữa. Trời, phiền. Nhậu mỗi lúc mọi nơi rồi. Nhậu mỗi lúc mọi nơi rồi. À, ăn ớt không? Ớt, tao mơ trái ớt trái không? Bất hiểm mày, đồ ngon. Qua tôi hái giờ cực kỳ. Ừ, ok. Rồi thôi tạm biệt mọi người.